Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Câu chuyện tình như cổ tích và cuộc hôn nhân đặc biệt của Như Quỳnh với người chồng gắn bó mấy chục năm khiến không ít người ngưỡng mộ. Như Quỳnh đẹp, điều này ai cũng phải thừa nhận. Như Quỳnh tài năng, điều này đã được chứng minh bằng những vai diễn trong sự nghiệp nghệ thuật. Như Quỳnh còn có mối tình đẹp như cổ tích và cuộc hôn nhân đặc biệt của bà với người chồng gắn bó mấy chục năm thì không phải ai cũng biết. Là ái nữ của cặp tài tử cải lương nước tiếng Tiêu Lan Kim Xuân, Như Quỳnh thừa hưởng nét đẹp thanh lịch của người Tràng An gốc. Phố Hoàng Đào và phố Bát Đàn, hai con phố cổ trứ danh đất Hà Thành, mấy chục năm nay vẫn truyền tai nhau câu chuyện tình đặc biệt của hai chị em ruột nhà Như Quỳnh kết hôn với hai em ruột nhà Nguyễn Hữu Bảo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Tuấn, đạo diễn. Chị gái của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh lấy anh trai của ông Nguyễn Hữu Bảo, chính vì thế hai người quen nhau. Tuy nhiên khi đó chẳng ai nghĩ họ sẽ trở thành một nửa của nhau. Gia đình hai bên cũng đã cơi trầu giảm ngọ hơn nữa, bà và bạn trai khi ấy còn có ý định giới thiệu ông Nguyễn Hữu Bảo cho cô bạn cùng đoàn cải lương với bà khi đó. Nữ diễn viên của Đến Hẹn Lại Lên kể trước khi kết hôn với ông xã bây giờ, chị đã từng có một tình yêu rất đẹp 5 năm với một nghệ sĩ xiếc và đã tính đến chuyện làm lễ ăn hỏi. Nhưng tham vọng nghề nghiệp đã khiến người con trai ấy sang Mỹ, bỏ lại lời hẹn thề gian dở. Mới đây, Quang Lê có những chia sẻ xung quanh live show riêng Thương Ca Mùa Hạ do nam ca sĩ tổ chức và trình diễn. Khi giới thiệu về dàn khách mời khủng góp mặt trong live show, Quang Lê gây chú ý khi có tiết lộ về chuyện tình cảm của ca sĩ Như Quỳnh, một trong những người tình âm nhạc ăn ý nhất trên sân khấu. Theo đó, Quang Lê tiết lộ người yêu hiện tại của Như Quỳnh kém cô 12 tuổi. Giọng ca Gõ Cửa Trái Tim cũng cho biết thêm, anh là người bạn thân thiết đồng hành giúp Như Quỳnh vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống, lấy lại phong độ làm nghề. Quang Lê từng xót xa khi chứng kiến sức khỏe của người tình âm nhạc sa sút, mất ngủ kéo dài phải dùng thuốc hỗ trợ. Không chỉ dừng lại ở việc tiết lộ chuyện tình cảm của Như Quỳnh, Quang Lê còn vui vẻ bóc phốt. Như Quỳnh là người chạy theo trend của các mỹ nhân trong showbiz Việt, là quen bạn trai, lấy chồng kém nhiều tuổi. Dẫu vậy, nam ca sĩ không quên bày tỏ niềm vui khi thấy Như Quỳnh có được hạnh phúc, niềm vui riêng sau nhiều gặp gần. Quang Lê còn đùa vui cho rằng người ấy của Như Quỳnh là liều thuốc giúp chị không còn mất ngủ. Còn đồng nghiệp khác khen giọng ca người tình mùa đông đã hoàn toàn trở lại với phong độ ngày nào và còn hát hay hơn xưa. Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, là giọng ca nổi tiếng và được yêu mến với dòng nhạc trữ tình, dân ca bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng trời phú. Một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô phải kể đến như Hoa Tím Người Xưa, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tiên Thi, Chuyến Đi Về Sáng, Vùng Lá Me Bay, Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Chuyện Hoa Sim. Như Quỳnh định cư tại Mỹ từ nhiều năm qua và chỉ về nước khi có lời mời biểu diễn. Trong đó, Quang Lê là một trong những ca sĩ, người bạn thân thiết mà nữ ca sĩ nhiệt tình ủng hộ mỗi khi nhận lời mời. Dù được yêu mến nhưng Như Quỳnh hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động giao lưu và kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Mặc dù thông tin Như Quỳnh hẹn hò bạn trai kém tuổi đã râm ran từ lâu, nhưng nữ ca sĩ không chọn công khai hay lên tiếng thừa nhận. Như Quỳnh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Quảng Trị có ba người con. Cha mẹ chị sau đó đã đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Hồi mới sinh ra chị rất khó nuôi, năm lên một tuổi còn suýt chết do bị sốt xuất huyết. Dường như kiếp nạn đầu đời này báo trước cuộc đời nhiều sóng gió thăng trầm của cô gái xinh đẹp và tài hoa. Tuổi thơ của Như Quỳnh thiếu vắng bóng dáng người cha. Gia đình chị túng quẫn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ, rồi những vật dụng trong nhà cũng lũ lượt đi theo luôn. Cả gia đình túng quẫn đến mức nhiều lúc mẹ chị có ý định mua thuốc chuột đổ vào trong cháo cho bốn mẹ con ăn để ra đi cho thanh thản. Bởi vậy, ký ức tuổi thơ của chị là nỗi buồn khanh cánh và thiếu thốn trong những niềm vui. Cũng giống như mẹ, Như Quỳnh có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị không thể theo học nhạc để ngươi đến chốn. Khi làm việc tại một trung tâm thiếu nhi, Như Quỳnh đã học lỏm một chút từ các giáo viên dạy thanh nhạc tại đây. Không được học hành bài bản nhưng với giọng hát đẹp trời phú và năng khiếu âm nhạc, chị đã chiến thắng giải đặc biệt với điểm số tuyệt đối tại cuộc thi tiếng hát truyền hình, điều mà đến bây giờ vẫn chưa ai làm được. Chia tay chồng nhưng Như Quỳnh chia sẻ họ vẫn coi nhau là bạn và sống văn minh, anh ấy rất lo lắng chăm sóc dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng, nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài, Như Quỳnh chia sẻ. Như Quỳnh từng chia sẻ với báo giới về chứng bệnh mất ngủ kéo dài suốt 20 năm của mình, nhiều khi đến đi điểm diễn, tôi chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu, nhưng vẫn phải cố gắng chợp mắt để có sức và đảm bảo không bị khan tiếng, nữ ca sĩ nói.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.